Có một vị cũng gửi câu hỏi này. Thời bây giờ đã là thời mạt pháp, vậy thì những giáo lý của Đức Phật còn phù hợp hay không? Vì ít nhiều đã bị thay đổi. Cái gì thay đổi? Quý vị nói là cái gì thay đổi? Là giáo pháp, chánh pháp thay đổi hay là người thực hành pháp thay đổi? Trong suốt hơn 2.500 năm qua và bị chia thành nhiều tông phái, xin chia sẻ để quý vị an tâm là cái bộ Pali Tạng gốc nha, tức là bộ Mu Lá, Atthakatha và Tika nó vẫn còn đó. Cho nên cái người nói rằng Tam Tạng bị thay đổi không là sự nói không chính xác. Bởi vì cái bộ Chánh Tạng chúng ta vẫn còn đó. Chỉ có Phật giáo khi đi qua Trung Hoa đó, được truyền từ Trung Hoa, chúng ta hay dùng cái từ là Bắc truyền đó, thì họ đã làm mất cái tạng Pali, thì họ làm mất thôi. Còn Phật giáo Nam truyền vẫn còn giữ được đại tạng Pali, cho nên là không có căn cứ, không có cơ sở để nói là nó bị thay đổi nha. Còn quý vị nếu nói dùng cái từ là bị thay đổi thì đưa ra bằng chứng, chứ không phải chúng ta nói khơi khơi nhớ nha. Cái gì chúng ta nói mà không có bằng chứng nó gọi là vu khống. Nó chỉ còn là cái người thực hành pháp họ thay đổi, chứ không phải pháp nó thay đổi. Thì khi người thực hành pháp thay đổi thì chắc chắn là với người đó thì không phù hợp. Ví dụ như năm giới thì vẫn cứ như vậy: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Nhưng mà đối với thời nay thì nhiều người họ không đồng ý với chuyện đó. Thì đối với họ thì nó không phù hợp, đơn giản thế thôi. Đời sống này, giáo pháp này là giáo pháp đưa hướng đến sự ly dục, mà họ có khuynh hướng hưởng dục thì đối với họ thì nó không phù hợp đó. Còn khi mà quý vị nói là giáo pháp có sự thay đổi, đưa ra bằng chứng. Nó thay đổi là thay đổi chỗ nào? Chứ còn mà mình không có nói khơi khơi, được nói khơi khơi là mình rơi vào cái phỉ báng ha. Rồi.